chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 15 tháng 9 năm 2022, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau đây. Thanh Tùng Audio vừa chính thức là đơn vị được JBL Synthesis cấp chứng nhận phòng thử số 6 demo JBL Synthesis đầu tiên châu Á tại 60 Trần Đình Xu, quận 1. Đây là tiêu chuẩn phòng thử đảm bảo 3 yếu tố: âm thanh, hình ảnh và thiết kế hàng đầu và cao cấp. Phòng nghe phải trang bị hệ thống xử lý âm học Vacoustic, hệ thống pháp Video Studio Master Kaleidoscope cùng với tính năng giải mã cao cấp cho phân khúc Ultraham Video của hệ thống Mac để có thể giải mã nhiều điểm ảnh HDR lên tầm cao mới. Phòng Home Theater JBL Synthesis được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm sáng cho lĩnh vực phân phối thiết bị âm thanh, khẳng định vị thế lĩnh vực nghe nhìn cao cấp trên thị trường quốc tế.